Xin chào tất cả các em. Bài hát Khúc hát đôi bàn tay sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một ca khúc rất ý nghĩa để cổ vũ phong trào rửa tay hàng ngày để chúng ta cùng nhau phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngay bây giờ, xin mời tất cả các em, chúng ta sẽ đến với một bài dân vũ rất vui nhộn, sôi động với các động tác dễ thương và phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh tiểu học. Bài dân vũ Khúc hát đôi bàn tay. Xin mời các em.